Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà tư, nhà đầu tư rất vui được gặp lại và đồng hành cùng với anh chị em của chúng ta trên một cái bản tin vào ngày thứ sáu cuối tuần ở trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng trên và cũng như là trên kênh Hùng Lê chứng khoán thì chúng ta có hai cái kênh để chúng ta tương tác với anh chị em nhà đầu tư trong cái chặng đường mà chúng ta chinh chiến ở trên thị trường chứng khoán thì uh, tuần vừa qua là một cái tuần mà thị trường của chúng ta rất là nóng và thị trường của chúng ta đã công lên uh, được những cái vùng kháng cự rất cao đặc biệt trong đó thì chỉ số vn index uh, sau khi hoàn thành cái vùng uh, giá mục tiêu ở quanh vùng một một và chính thức đã vươn lên được đến cái vùng một đến 1170 đấy là một cái target cực kỳ cao ở trong uh, tuần vừa qua và cái xu hướng của tuần tiếp theo sẽ như thế nào thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục uh, làm rõ trong cái bản tin của ngày hôm nay thì như thường lệ thì bản tin của chúng ta cũng sẽ có ba cái nội dung chính phần thứ nhất thùng lê của một anh chị em chúng ta sẽ đi phân tích một số các danh mục cổ phiếu mạnh các cái danh mục cổ phiếu tiềm năng vùng đã lọc ra thì bao gồm một số các cái mã cổ phiếu khác à, nhóm thứ hai là chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành thủy sản à, sau đó chúng ta phân tích nhóm ngành dệt may cao su nhóm ngành Việt theo, bất động sản khu công nghiệp nhóm thép nhóm vật liệu đầu tư công nhóm đầu tư công nhóm ngành dầu khí và nhóm ngành chứng khoán ở trong tuần này thì trong tuần vừa qua thì nhóm ngành bất động sản dân cư đã có một cái nhịp tăng tương đối là tốt tuy nhiên là trong một cái bản tin tuần thì hùng sẽ không đủ thời gian để chúng ta có thể tóm lược lại hết tất cả các cái nội dung chính vậy nên là có thể hùng sẽ phân tích một số các cái nhóm ngành thành những cái video ngắn những cái video chuyên nghiệp riêng biệt kết hợp với một số các cái phân tích nhận định về xu hướng thị trường thì khả năng các cái nhịp sắp tới thì chúng ta sẽ làm như vậy phần thứ hai thì chúng ta sẽ review lại cái kịch bản phân tích video tuần 185 và phần thứ ba thì chúng ta sẽ có một vài các cái ý để chúng ta nhận định cái xu hướng của thị trường ở tuần sắp tới thì nó sẽ công những cái vùng kháng cự nào đồng thời nó sẽ có những cái hỗ trợ kỹ thuật nào mà các anh chị em của chúng ta nên cân nhắc và nên xem xét, xét và hùng lê lưu ý với tất cả anh chị em tất cả các cái phân tích ở trên video mang quan điểm cá nhân của hùng lê chính vậy nên là các anh chị sẽ cân nhắc và xem xét trước khi mà chúng ta xem video, à, chúng ta cần có nhiều các cái nguồn thông tin, chúng ta tổng hợp lại và sau đó thì chúng ta sẽ đưa vào một cái chiến lược phân tích cho chính bản thân của chúng ta để chúng, từ đó chúng ta à, có những cái hướng hành động phù hợp các anh chị nhá, đó để cho nó tốt nhất, tối ưu nhất trên cái chặng đường của chúng ta à, theo đuổi. OK, thì à, phần thứ nhất thì cũng sẽ cùng với các anh chị em chúng ta sẽ đi view một số các danh mục cổ phiếu khá là cơ bản của thị trường ở cổ phiếu C2 thì C2 ở trong tuần vừa qua rất là tuyệt vời 17.8 đến vùng 18 trong cái kịch bản mà có đề cập đến ở đây thì một là nó tích lũy ở đây hai nếu như trong trường hợp nếu như cái vùng 17.8 mà bị vỡ thì nó sẽ phải lùi lại ở vùng ở đây là vùng 17 đến khoảng vùng 17.3 nhưng mà rất khỏe đấy là trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì C2 đã ngay lập tức quay ngược trở lại cái vùng 18 cộng như vậy đấy một tín hiệu kỹ thuật rất là tốt Uh, sau đó thì nó tiếp tục đánh lại vùng 19.2 và tuần này thì gần như đến thời điểm hiện tại thì gần như C2 cũng đã ở một cái target kỹ thuật cực kỳ cao và cao nhất tuần Hướng về vùng cản kỹ thuật tiếp theo của tuần tới đó là nó sẽ hướng về vùng 20, 20.5 và vùng 20.7 uh, DBC cũng đã chính thức là đạt được những cái target kỹ thuật tuần cực kỳ tuyệt vời sau những cái điểm của khuyến nghị uh, thu gom và những cái điểm khuyến nghị mua thì các anh chị có thể xem lại dòng thời gian trên bản tin tuần vùng Lê sẽ xin phép không nhắc lại những cái phân tích cũ ở trong tuần vừa qua thì đây Dabaco sau khi mà nó hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 24.5 thì nó có dự báo cái xu hướng là có test lại vùng 24 và hai cây nến test cực kỳ đẹp tức là nó chỉ test rất nhẹ nhàng ở vùng 24 đó, và sau đó thì đến phiên ngày thứ ba thì một cây nến tăng rất là mạnh và đến phiên kết tuần thì nhìn chung về xu hướng của Dabaco hiện tại vẫn đang tăng điểm à chúng ta có thể kỳ vọng ngắm tiếp target tiếp theo đó là vùng 27.3. Cổ phiếu VPG, VPG cũng là một cái mã cổ phiếu rất là hay. Thì uh, như Hùng có phân tích ở đây nhịp một là nó đã đạt 19.4, sau đó nó chỉnh cung thì vùng chỉnh cung kỹ thuật của VPG ở vùng 16.5 đến vùng 17 rất tuyệt vời. Và trong tuần trước thì nó có một nhịp long ngắn và Hồng có phân tích tiếp cái điểm hỗ trợ kỹ thuật thứ hai là vùng 17.8 đến vùng 18. Các anh chị nhìn thấy đây, trong hai ba cây nến đầu phiên đầu tuần thì nó đều test ở cái vùng này và sau đó thì nó diện nó hút chân lên và đến phiên kết tuần thì cực đẹp tức là nó đã chính thức break cản 19.4 à, với lực đánh như thế này và các anh chị nhận diện này và chúng ta bắt đầu nhận diện thấy là bắt đầu từ tuần này thì tín hiệu đường mã CD bắt đầu có sự chuyển pha đó và chính thức nó bắt đầu xanh ở trong phiên giao dịch ngày thứ tư và đến thời điểm hiện tại thì như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng là VPG sẽ tiếp tục tăng điểm Tuần tới thì nó sẽ trả cung, theo quan điểm Hùng là 19.4, 19 sẽ có một cái nhịp trả cung ở đây, trả cung tích lũy thành công, lực cầu tiếp tục đẩy lại khoảng tầm 3-4 triệu cổ phiếu trên một phiên. Như vậy chúng ta sẽ tiếp tục nâng người ta ghét kỹ thuật của VPG lên quanh vùng 22. <laughs> SMC cũng rất là ok, đối với SMC thì có cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 12-8-13. Ở trong tuần vừa qua thì SMC gần như không chỉnh cung dự kiến chỉnh khoảng quanh vùng 3.5 nhưng mà nó chỉnh khá là nhẹ nhàng ở quanh vùng 13.7, 13.8 và tiếp tục một cái lực long với cái đà này thì như vậy là SMC sẽ tiếp tục hoàn thành tức là chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lên cái cản 15. Ở trong trường hợp nếu như mà cổ phiếu này bứt được cản 15 thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục có một cản ở đây khoảng quanh vùng 17 thì cứ từ từ thì cũng sẽ phân tích thêm bởi vì khi mà gặp cái cản 15 này thì không phải là một phát là nó ăn ngay đâu Nó cũng phải có một cái sự chỉnh cung và sự rung lắc ở đây Tích lũy lại thành công Ít nhất là nó phải tích lại ở khoảng quanh vùng 14.5 Nó tích thành công ở đây uh, Cung cầu ổn định thì khi đó thì chúng ta mới có thể nâng được các kỹ thuật của SMC lên đó Đi đến đâu thì chúng ta sẽ ở uh, uh, Đi đến đâu thì chúng ta sẽ xây đến đó các anh chị nhé <laughs> thì đối với con ADS này là một con cổ phiếu rất là hay và các anh chị có thể nhìn thấy là vì sao những cái hình vẽ của Hùng Lê bây giờ nó lại nằm ở trên này và chạc cái thuật nó lại nằm dưới này đó là trong tuần vừa qua thì cổ phiếu này đã chia cổ tức và đối với những cái mã cổ phiếu mà chia cổ tức thì sau mỗi lần mà chúng ta chia cổ tức thì chúng ta phải dọn chạc cái thuật đó cái cách là như vậy và bây giờ thì chúng ta có thể nhìn ngắm lại ở đây một tí à, các anh chị có thể nhìn thấy đây này Đấy, cái hình mà chọc xuống rồi long lên ở đây chính là cái điểm này Chúng ta tịnh tiến xuống thôi, về bản chất nó là như vậy. Đó. Thì bây giờ nó sẽ là ở đây. Và như vậy cái vùng hỗ trợ ở đây 16 thì sao chia của nó ở đây là 14. Đó, hiểu nôm na nó là như vậy. Và vùng kháng cự đây 18 thì bây giờ nó trở thành vùng 16 và đến tuần này thì chính thức VVG cũng đã break cản. À ADS cũng đã chính thức break cản 16 sao chia, rất đẹp các anh chị. Và như vậy với xu hướng này thì khả năng tuần tới bởi vì đây này, nó có những cái điểm test ở dưới vùng 16 rồi nên khả năng tuần tới nó sẽ test rất nhẹ nhàng ở trên cản 16 và sau đó chúng ta sẽ hướng cản cái tuần tiếp theo 17 và thậm chí là 18 sau chia như vậy là VPG có một cái hành trình à, ADS cũng đã có một cái hành trình tăng giá cực kỳ tuyệt vời à, cổ phiếu PTB cũng đã giới thiệu cho các anh chị rồi và trong tuần vừa qua thì gần như PTB lực đi thì không có nhưng à, nó cũng đã có một cái điểm tích lũy cực kỳ hay ở quanh vùng 52 và quanh vùng 54 như vậy chúng ta có hàng ngày chúng ta có thể lướt tới không cực kỳ hay luôn đó chúng ta mua ở vùng hỗ trợ và lên đến kháng cự thậm chí phiên ngày hôm nay còn hơn 54 cơ trên ngày hôm nay là gần 55 rồi các anh chị gần 55 rồi và về nhìn về mặt thiên hướng kỹ thuật thì PTB sẽ tiếp tục bứt cả 55 và khả năng sẽ hướng tới khoảng vùng 58 đến khoảng vùng 60 các anh chị lưu ý con CCL này thì nó gọi là con pen và chúng ta đánh chậm đánh dài đánh chắc thôi chứ còn con này thì không vội được và thời điểm hiện tại ở thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa qua thì nó có một cái lực long và nó lại chạm lại vùng cản 8.2 8.5 ở đây nên nó bạn bắt đầu nó lấp lấp cáp trở lại và tuần tới thì khả năng nó sẽ lấp về vùng 75 76 6 à, chờ tín hiệu tích lũy nền đây để ông sẽ đánh giá thêm. Còn đối với CCL thì tại sao ông lại nói là chúng ta đánh chậm đánh dài đánh chắc bởi vì là hiện tại thì ông bắt đầu nhìn thấy là có một cái phân kỳ tăng ở đây và cái cái trend tăng kỹ thuật của thằng CCL ấy, khi mà nó vào sóng thì các anh chị nhìn thấy đây một nhịp nó đánh từ đâu đó khoảng vùng 3 3 mà đánh lên vùng 16 Tức là 3 năm 15 Nhầm nhầm như vậy thôi Thì nhịp này thì ta cũng tính khoảng Đừng có tính 3 x 5 15 Nhịp này thì ta cũng tính khoảng Quanh 6 x nhân... Nếu mà 6 x 5 là thành 30 Nhưng mà 6 x 3 là khoảng 18 Mà 6 x 2 khoảng đâu độ 12 14 thì thôi Tức là À, chúng ta kỳ vọng ở một cái trang kỹ thuật đâu đó mark target nó sẽ đạt được khoảng tầm quanh 13 đến khoảng 14 đối với cổ phiếu CCL Đấy là một cái kỳ vọng trong tương lai và để đạt được kỳ vọng đó thì chúng ta sẽ cần phân tích rất là dài. À, nhóm ngành thứ hai đó là nhóm ngành bất động, à, nhóm ngành thủy sản thì hiện tại thủy sản Hùng đã có giới thiệu với các anh chị rồi. À, nhóm thủy sản đang tăng rất là tốt. À, trong tuần vừa qua thì ASM có một nhịp chỉnh cung 11.2 11.35 và mục tiêu thì công cản 12 và phiên ngày hôm nay thì suýt soát là đạt được cái cản 12 rồi 10 10 11.95. Như vậy là cũng gần như là target tuyệt đối 12 trên 12 rồi đó các anh chị và khả năng thì tuần tới thì nó vẫn sẽ có một một vài cái nhịp uh, nhịp nhịp rung lắc ở đây, tức là nó vẫn còn rung lắc tại ở khoảng quanh cái biên mà vừa mới phân tích ở đây. Đó và thậm chí là khoảng quanh 11.5 và mục tiêu thì chúng ta vẫn tiếp tục là diện đẩy cái target kỹ thuật break vùng 12 để ngắm đến vùng 2 5 đến khoảng vùng 13. IDI cũng <laughs> đang hết sức là tích cực đúng không anh chị? Đó, hết sức là tích cực. Sau những cái khuyến nghị mua thì chúng ta thấy rằng là tuần này IDI tiếp tục được đẩy lên được đến vùng 14.4 đồng thời nó cũng có những cái nhịp test kỹ thuật ở đây. À, nhìn chung về mặt xu hướng thì tuần tới khả năng IDI sẽ bứt cái vùng 14.5 để chúng ta tiếp tục ngắm lên vùng 15 và xa hơn sẽ là khoảng vùng 15.5 thì à, căn cứ tín hiệu thực tế thì cũng sẽ tiếp tục phân tích thêm Cổ phiếu CMX các anh chị lưu ý CMX hiện tại đang rất hay và nó đang vào những cái trend tuần rất là đẹp vào trend tuần rất đẹp. À, trong tuần vừa qua khi mà chúng ta ra bản tin phân tích tuần thì cũng có dự báo rằng là CMX sẽ kéo lên đâu đó khoảng tầm vùng 10.5 và sau đó thì nó gì ạ? nó sẽ quay trở lại test cung kỹ thuật lại và nó xây lại ở khoảng quanh vùng 9.8 đến vùng 9.9. Tuy nhiên là trong tuần vừa qua nó khi mà nó kéo lên được vùng 10.5 thì nó test kỹ thuật thế này là cực khỏe nhá. Ba cây nến này là ba cây nến cực khỏe các anh chị nhá, cực khỏe đó. Và tuần tới thì khả năng là nó sẽ tiếp tục là làm việc ở cản 11 và chỉ cần khi nào cổ phiếu này bứt có một cái cây nến xanh dài bứt khỏi cản 11 như này thì gần như là như vậy là, là 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 phía trước của nó là bầu trời rồi và bắt đầu CMX sẽ bước vào một cái trend tăng. Một cái trend tăng rất là đẹp các anh chị. Lưu ý cho hùng mã cổ phiếu CMX, các anh chị đã cầm và có thể mua mới. Uh, ANV ANV cũng đang rất là đẹp tuần vừa qua nhìn chung thì bây giờ là nó đang tiếp tục diện hướng cản vùng 39 và uh, các cái điểm chỉnh cung kỹ thuật trong tuần dự kiến là nó test về khoảng vùng 35.5 vùng 36 nhưng nó chỉ test ở trên cái vùng 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 37 này các anh chị tức là cái câu chuyện là cổ phiếu test như vậy là cực khỏe các anh chị cực khỏe và ở đây ngắn hạn nó cũng đang có một cái phân kỳ tăng và đối với ANV thì cũng sẽ tiếp tục kỳ vọng tuần tới nó sẽ đẩy vượt thoát nó sẽ đẩy vượt thoát vùng 39 đến khoảng vùng cản 40. Và khi cổ phiếu này mà vượt thoát được cái vùng này thì như vậy là phía trước của nó cũng là một cái cái vùng trời mênh mông của phía này rồi, rất là tuyệt vời và khi đó thì uh, những cái phiên mà những cái phiên mà nó chạy nước rút uh, sẽ rất là mạnh mẽ ở sau đó. Các anh chị lưu ý. <laughs> Vĩnh Hoàn, Vĩnh Hoàn thì trong tuần này thì Vĩnh Hoàn tiếp tục công cản 75 76.5. Các anh chị nhìn thấy là phiên ngày thứ hai và ngày thứ ba khi chạm cản này thì nó test lại và trong cái xu hướng test thì dự kiến là nó sẽ test lại quanh vùng 72. Trên thực tế nó chỉ test về vùng 73 thôi, tức là cũng rất là khỏe, chứng tỏ là nhóm ngành thủy sản trong tuần vừa qua là nhóm là một cái tuần tích lũy và làm một cái tuần tích lũy và sau một cái tuần tích lũy thì khả năng sẽ là một tuần bùng nổ các anh chị nhìn thấy đây này đây là một tuần tích tích lũy của của nó và đây là một cái tuần bùng nổ thì sau đó lại đến một cái tuần tích lũy và tiếp theo thì khả năng sẽ là một cái tuần bùng nổ sau đó như vậy thì hùng sẽ tiếp tục kỳ vọng ở góc độ đây đó là vĩnh hoàn sẽ đánh vượt thoát vượt thoát ở đây là vượt thoát vùng 76.5 để chúng ta hướng về ta cái kỹ thuật quanh vùng 80 nhóm ngành thủy sản rất ok các anh chị lưu ý nhóm ngành diệt may chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu TNG à, <laughs> nhìn chung thì TNG đến thời điểm hiện tại là đã đạt cái target kỹ thuật là 20 trên 20 và ở đây chúng ta thấy rằng là 19.7 19.7 19 bảy đến vùng 20 đang là vùng hỗ trợ kỹ thuật khá là tốt của cổ phiếu này ở trong trong cái phân tích ngắn hạn thì tuần tới khả năng vẫn còn cái sự lình trình và con 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 V con TNG nó có một cái đặc tính là nó đi đến đâu thì nó xây chắc này đến, đến đó và nó cứ lững thững vậy thôi và các anh chị nhìn thấy đây ở một cái hành trình nó đi đó các anh chị các anh chị có thể nhìn thấy đây một cái hành trình nó đi Tại cái thời điểm này, Lùng bắt đầu phân tích cái điểm mua của TNG đâu đó khoảng vùng 13.5 đến vùng 14 Và bây giờ đã là vùng 20 Vậy thì nó cứ nhúc nhắc nó đi rồi dần dần nó sẽ lên đến vùng 25 Các anh chị cứ bình tĩnh từ từ, nó cứ đi như vậy thôi Nên là chúng ta tiếp tục cầm nắm uh, Target tiếp theo chúng ta sẽ ngắm lên khoảng quanh vùng 21 Cổ phiếu VGT cũng rất là hay uh, Trong tuần vừa qua tiếp tục lực đi lên Và... À, có mức điểm nhấn kỹ thuật là hùng có dự báo đấy là vùng 12 8 nhưng trên thực tế nó test ở 13 tức là cũng cực kỳ khỏe luôn trong phiên ngày hôm qua nó nhúng về 13 xong đó nó rút chân lên thì ở trên góc độ kỹ thuật nhìn về cách đi của VGT như thế này thì khả năng khả năng tuần tới sẽ vẫn còn những điểm xả lại ở khoảng quanh vùng 13 hoặc là vùng 12 8 à, sau đó tích lũy tiếp và cái target mục tiêu thì Hùng vẫn tiếp tục đẩy cái xu hướng của cổ phiếu này lên khoảng vùng 14 đến khoảng vùng 14.5 để target mục tiêu. Cổ phiếu GIL khuyến nghị đánh dài, cầm dài, gom dài, túc tắc và đánh. Và GIL trong tuần vừa qua cũng rất là ok. Khi mà cổ phiếu GIL đã đạt được cái target mục tiêu ở quanh vùng 31 và nó đóng cửa đúng vùng 31 luôn. Đóng cửa tuần đúng 31 luôn. 31 luôn, rất đẹp. Đồng thời nó cũng đã có những điểm rơ lắc rung lắc trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba. Đây là những cái điểm test cung, tức là nó thử tải luôn ở trong phiên và cuối phiên thì nó đều đều, đều giật lên. Đấy là một cái tín hiệu kỹ thuật rất là ok đối với mã cổ phiếu này. Thì với xu hướng như vậy thì thùng tiếp tục kỳ vọng ở tuần tới nó sẽ tiếp tục công lại vùng 32 và xa xăm hơn thì nó sẽ lên ở khoảng vùng 34 đến khoảng vùng 35. Cổ phiếu này thì cũng đã có phân tích rồi. Đó là chúng ta phải kiên nhẫn, chúng ta phải từ từ đó và Uh, có thể là nó sẽ kéo lên 40 và thậm chí mắc target ở nhịp này có thể là 50 nên là cứ từ từ và để chúng ta phân tích từ từ tận hưởng đúng không ạ và xu hướng hiện tại thì rất là ok không có vấn đề gì cả chúng ta tiếp tục cầm nắm nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm ngành cao su chúng ta sẽ phân tích cổ phiếu DRI thì đối với DRI vùng một đã kỹ thuật 8.3 8.5 hiện tại không có gì thay đổi và mục tiêu công cản 9 9.5 và vùng 9 tám đến khoảng vùng 10 đó là những cái vùng target mục tiêu trong ngắn hạn của cổ phiếu DRI cổ phiếu DRC tuần này chính thức là đạt target 23.5 thậm chí là vượt tức là nó vượt cái target này và sau đó thì các anh chị nhìn thấy ạ khi mà nó chạm phải vùng kháng cự thì nó bắt đầu gì nó bắt đầu có cái sự khó khăn và khi nó chạm những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật thì chúng ta mua và khi nó chạm những cái vùng kháng cự thì chúng ta canh để chúng ta bán bớt đi. Như vậy thì sang tuần khả năng sẽ có những vùng chỉnh cung lại ở khoảng quanh vùng 22.7. Và tại đây thì chúng ta sẽ quan sát trong trường hợp nếu như cổ phiếu tích lũy thành công thì chúng ta sẽ cân. Thế thì một số các anh chị hỏi là như thế nào thì được tích lũy thành công? À câu hỏi đấy mới là câu hỏi khó và cái đấy nó mới là khó cái đấy mới là đòi hỏi kinh nghiệm chiến đấu đấy ông cứ nói phép rằng là ừ tích lũy thành công về định nghĩa thế nào gọi là tích lũy thành công vậy thì tại đó chúng ta phải xem tất cả các chỉ báo kỹ thuật của cổ phiếu này ok chúng ta phải xem tâm lý dòng tiền chúng ta phải xem trong phiên dòng tiền mua chủ động là bao nhiêu dòng tiền bán chủ động là bao nhiêu chúng ta phải xem uh, nhiều nhiều lắm các anh chị vô vô vàn các cái chỉ báo kỹ thuật vô vô vàn các cái chỉ báo tâm lý để chúng ta đánh giá rằng à như vậy về đến đó thì cái thằng bán nó có còn bán nữa không thằng bán nó có nhăm nhe nó bán nữa không nó có muốn bán nữa không hay là thằng bán thôi cụt vòi rồi và đấy cái thằng mua bây giờ nó sẵn sàng nó xuống tiền chưa tất cả những cái đó không thể không có một cái giáo án nào dạy hết và chúng ta phải là những cái diện những cái kinh nghiệm thực chiến và chúng ta quan sát cái sự vận động vận hành của cổ phiếu ở trong phiên để chúng ta đánh giá xem à như vậy đó là điểm tích lũy thành công và vì sao các anh chị vì sao các anh chị hùng lại đưa ra được các cái target mục tiêu và Hùng đưa ra được các cái vùng hỗ trợ mục tiêu đó chính là cái sự quan sát ở trong phiên đó trong cái phiên giao dịch để chúng ta đánh giá chúng ta đo được cái đương lượng cái năng lượng của nó đó, cái năng lượng của nó như thế này thì nó có thể đi được đến đâu ví dụ như vậy thì đối với DRC thì đo được cái năng lượng nó khoảng khoảng quanh vùng 23.5 và các anh chị để ý lấy là, là tất cả những cái phân tích kỹ thuật ở trên bản tiến tuần thì Hùng đều đưa cho các anh chị một cái target dự kiến và một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật nếu chỉnh thì chỉnh về đâu và nếu lên thì lên về đâu đó như vậy thì chúng ta sẽ có được một cái khoảng giá để chúng ta mường tượng được đó, cái cái đường đi của cổ phiếu rồi ở GVR ở đây thì đó thì vẫn tiếp tục đo cái target của nó lên khoảng vùng 22 nhìn chung trong tuần vừa qua thì GVR đi khá là chậm Tuy nhiên là với cái cách đi như thế này thì nó có cái vùng tích lũy ở đây 21.1 cực đẹp và nó chỉ cần một phiên thôi Nói chung GVR nó chỉ đánh một phiên là bay vùng 22 thôi mà nó cũng chả cần nhiều đâu trong tuần nó đi lưỡng khứng như vậy thôi nhưng mà sang tuần nó làm cây là đủ target vùng mục tiêu 22 cổ phiếu PHR thì PHR trong nhịp này thì cũng đang hướng về vùng giá mục tiêu đây là vùng 54 đến 55 trong tuần vừa qua thì nó đi được đến suy soát được đến vùng 53 thì ở đây nó bắt đầu nó có cái sự chậm đã tăng thì cái điều này nó cũng dễ hiểu bởi vì sau một cái điểm ở à, sau một cái điểm long rất mạnh đây chính là từ cái thời điểm mà 45.5 đến 46 ở điểm này chúng có khuyến nghị mua thêm thì nó đã long lên được đó nó long lên được đến quanh vùng 52 cộng thì đương nhiên nó sẽ phải cần có một cái sự nghỉ ngơi ở đây và sự nghỉ ngơi này là sự nghỉ ngơi cần thiết tuần tới sẽ test tích lũy lại khoảng quanh vùng 50 50.2 mục tiêu thì chúng ta vẫn tiếp tục công cả 53 sau đó thì hướng vùng 54 55 và xu hướng hiện tại của PHR thì vẫn đang là ok nhóm ngành thứ năm đó là nhóm ngành Việt theo thì đã có giới thiệu và phân tích cho các anh chị ba mã cổ phiếu khá là cơ bản của nhóm ngành này và hiện tại thì nó cũng đang cho các anh chị một cái target lợi nhuận cực kỳ tốt thì đối với VGI chính thức là đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 26 đến 26 và uh, trong tuần thì có dự chỉnh là nó sẽ chỉnh test tại quanh vùng 25 nhưng trên thực tế nó chỉ test về vùng 25.5. Tức là gì? Tức là cái câu chuyện là cái điểm test này của nó quá khỏe luôn. Nó quá khỏe luôn. Và ba cây nến các anh chị, ba cây nến nó đều về vùng 25.5 và gì Nó bắt đầu uh, có cái sự uh, vượt thoát đi lên như vậy là rất là rất rất là khỏe ở đây sau đó thì nó lại có một cái điểm nhấn kỹ thuật thứ hai đó là hai cái nến gồng lại ở đây và nó test vùng 26 cộng cực đẹp à, à. test cực đẹp như vậy á thì chúng ta sẽ tiếp tục à, nâng cái target kỹ thuật của, của 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 VGi khả năng tích lũy thành công của vùng 25.5 thì chúng ta sẽ ngắm lên vùng 27.27.5 và hiện tại thì tuần trước thì cũng đã có đề cập đến cái target 27.5 rồi Cổ phiếu VTP cũng đã phân tích tương đối dài à, trong nhóm ngành này, Việt theo, à, à, thôi nhầm, CTR, xong đó mới nói đến VTP. Thì cổ phiếu CTR đó, à, Hùng đã đưa cho các anh chị một cái kháng cự 76. Đó. Thì tại sao chúng ta lại nói 76? Và các anh chị tại sao chúng ta lại không nói ở những cái kháng cự thấp hơn hay là cao hơn mà chúng ta nói 76? Thì các anh chị nhìn thấy đúng không ạ? 76 này, 76 này, dính này, điểm này cũng suy soát 76. Đấy, tức là cả tuần vừa qua nó chỉ mon men đến cái vùng 76 và nó sập xuống. Thì đấy là vùng kháng cự và 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 vì sao lại xem là 76 mà lại không phải là 78 hoặc là 80 thì cái đấy nó khó các anh chị không có cái không không tức là nói như nào thì các anh chị một số các anh chị có hỏi là hùng ấy bằng cách nào để hùng xác định được vùng như thế này thế kia hoặc là nó khó lắm thực ra là các anh chị hỏi như vậy thì cũng không biết trả lời như nào các anh chị thực ra là không biết nó là cái phản xạ thôi và nó là mình mình đánh nhiều đánh quen thì mình 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 mình, mình dự dự như vậy thôi chứ còn không cũng chả có công thức nào tính được nếu mà có công thức nào tính được thì nó lại hay quá như vậy thì chúng ta lại chả cần phải phải phải, phải người dẫn dắt hoặc là chả cần phải đội nhóm đúng không ạ ta cứ áp dụng công thức là một cộng một bằng hai nhưng chứng khoán là nó lại đôi lúc nó lại một cộng một nó lại bằng không cơ. đấy chứ lại không phải là một cộng một bằng hai thế nó mới khó đấy và cái bộ môn chứng khoán là chúng ta cần kinh nghiệm anh chị cần kinh nghiệm và cần đội nhóm đánh ở đâu thì đánh đội nào thì đội nhưng chúng ta phải cần có một cái đội nhóm để chúng ta làm việc và trên cái đội nhóm đó thì nó phải có những cái phân tích chất lượng Đấy là quan điểm của Hùng <laughs> Rồi uh, CTR thì tuần tới khả năng là chúng ta sẽ có chỉnh cung lại quanh 73.4 Tại vùng này Sẽ phân tích đánh giá thêm Cái con Việt theo post ấy, Việt theo post thì mình không theo từ đầu, uh, tuy nhiên là đến thời điểm này thì Hùng bắt đầu phân tích thêm uh, Sau khi mà theo từ đầu, tại, tại sao lại nói là không theo từ đầu, nếu theo từ đầu con Việt theo post ấy, là chúng ta phải Phải bắt ở điểm này bắt ở điểm này Đấy chính là cái vùng và Đây gọi là điểm mua vàng các anh chị Và vì sao là điểm mua vàng thì về mặt kỹ thuật là Hùng hoàn toàn có thể phân tích được những cái điểm này à, Tuy nhiên là cái thời điểm đó thì nhiều cổ phiếu đẹp quá nên là mình cũng bạn quên đi Và bắt đầu đến đoạn này cũng không sao cả Chúng ta cái khúc này chúng ta ăn được nhưng mà cái khúc này Hùng phân tích là các anh chị bắt đầu ăn được rồi này Đó chính là cái khúc mà 37 uh, 37.5 này đến khoảng vùng 38.3 này đó thì khúc này ăn này khúc này là phân tích cho một số trên tài khoản bên tim cũng lên là hiện tại các anh chị cũng nắm này và hiện tại bây giờ target của nó là cũng cao nhất rồi 43.2 trong tuần vừa qua thì uh, cổ phiếu này liên tục nó bám cái biên 42 và cái đến cái tuần này là đẹp lực cầu tương đối ổn định và ok như vậy thì target kỹ thuật 46 46.5 dự kiến là ổn như vậy nhóm ngành việt theo rất là ok rồi uh, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp thì các anh chị lưu ý là đối với nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp thì cũng đã có định hướng từ quý 4 của năm 2022 là trong năm 23 thì chúng ta sẽ tập trung một số các cái nhóm ngành đánh dài đó là bất động sản công nghiệp đó là đầu tư công và một số các cái mã ngành những cái nhóm ngành tốt nhất tối ưu nhất thì cũng đã có những cái sự phân tích rất là sát cho các anh chị rồi thì đối với ngành ngành đầu tư đối với nhóm bất động sản công nghiệp thì cũng sẽ phân tích một số các mã cổ phiếu để các anh chị tham khảo gồm có KBC thì trong tuần vừa qua KBC tiếp tục đà tăng nhìn đà tăng và À, đồng thời thì nó cũng đã có test thành công với vùng hỗ trợ kỹ thuật 30.5 như vậy tuần tới khả năng sẽ có những cái điểm test lại điểm này và mục tiêu thì chúng ta sẽ hướng đến cái vùng cảnh kỹ thuật của KBC ở khoảng quanh vùng 32 cổ phiếu ITA đánh chậm đánh chắc đánh dài và ITA thì không vội được và trong tuần vừa qua thì ITA đã chính thức là về lại vùng 5 đến vùng 5.2 đấy chính là cái vùng mồng đã có cái sự phân tích chỉnh cung và dự kiến là cổ phiếu nó sẽ đáp về đây và đây đang là có những cái những cái điểm bắt đầu có cái sự chuyển biến. Ờ phiên ngày hôm nay thì ETA, ETA gặp lại vùng 5.5 đến 5.6 lại là vùng cản. Trước đây nó là hỗ trợ thì bây giờ nó thành cản nên là đóng cửa thì không được ở cái vùng cao nhất phiên. Ở xu hướng thì tích lũy tiếp thôi. Xu hướng tích lũy tiếp và chúng ta chờ đợi một cái ngày nào đó mà lực cầu nó phải cải thiện cơ. Lực cầu của ETA phải đánh khoảng tầm từ 15 đến 20 triệu cổ phiếu trên một phiên. Thì khi đó nó mới 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 mới, mới tươm được chứ còn chỉ đánh 5 6 triệu thì như vậy là chưa chưa có tiền to. Cổ phiếu SSC sau chia cũng đang vận động hết sức là ok, à, ổn. Thì trong tuần vừa qua SSC tiếp tục công nghiệp công cản 33, sau đó nó tiếp tục test tỷ lưu khoảng quanh vùng 31.3 đến khoảng vùng 31.5, lại gồng lên và tụt xuống. Như vậy tuần tới hỗ trợ cái thuật 31.3 đến 31.5 và vùng kháng cự 33. Và à, chúng ta phải chờ thêm một cái lực cầu các anh chị, lực cầu hiện tại thì cũng đang cảm thấy nó hơi hơi đuối một tí. Uh, hơi đuối một tí uh, Tuy nhiên nếu mà xét về các cái target kỹ thuật của SSC Thì bây giờ nó cũng là một những đạt được những cái target như thế này là Gọi là những cái target mỹ mãn rồi các anh chị Rất là đẹp rồi Thì uh, chúng ta có thể vơ vèo vừa test Chúng ta có thể cân thêm Chúng ta đang cầm chúng ta cân thêm Và chúng ta có thể ngắm lên vùng 34, 35 Được Con IDC này tuần trước uh, chúng ta dọa Nếu mà không đánh đớm cho nó đàng hoàng Thì chúng ta sẽ nghỉ phân tích Nên Tuần này thì cũng khá khẩm hơn được tí Kéo lên được vùng 44.5 44.3, à, 44.3 đến khoảng vùng 45 à, đẹp đấy chứ có khi lên đến tận 45 cơ mà <laughs> 44.3 đấy thì uh, <laughs> tuần này nó cũng bứt được cản 44.3 và đóng cửa đúng 44.2 như vậy tạm ổn uh, tuần tới thì có thể có những cái gì nhịp test đây này chúng ta lấy cái cái cái, cái mút của cái thằng này này đó, và sau đó thì uh, ta target mục tiêu thì vẫn được quanh vùng 16 đến khoảng vùng 47 dự là ổn VGC Vigracera Vigracera trong tuần công cản 46 về mặt kỹ thuật là nó đã công cản thành công tức là đạt ra các kỹ thuật 46 trên 46 Ok đóng cửa vùng 46.85 cơ anh chị còn khuyến mại các anh chị 0.85 nữa cơ thậm chí là nhịp này có cao nhất phiên còn 48 nữa cơ đó như vậy là hoàn thành vượt mức khoảng tầm 2.000 đó đồng thời nó có cái vùng đây là vùng 45 đến 45.3 rất đẹp tích lũy thành công. À, như vậy thì khả năng cái xu hướng kỹ thuật tiếp theo đó là VGC sẽ tiếp tục ngắm lên vùng cản kỹ thuật 50. Mà xem nào bay 50 thì đi sẽ đâu, bay 50 thì cũng xa xa đấy các anh chị nhá. Bởi vì là cái thằng cái thằng 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 em này nó đánh rất hay. Khi nó vào những cái nhịp tức là các anh chị nhìn thấy cái cái đặc tính tạo lập này là nó đánh ráp nhá, nó xả ráp này, đánh ráp và xả ráp và rất có thể nhịp này nó ở đây và nó cũng sẽ đánh rát lên đây và sau đó nó xả rát. Vậy thì cái câu chuyện ở VGC thì hùng đã có phân tích cho các anh chị, các anh chị cứ xem lại bản tin tuần của hùng đi. Đó, VGC lồng đã khuyến nghị chúng ta mua ở những cái vùng vì con này nó chia nó chia và chính vì nó chia nên là 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 cái giá mà chúng ta khuyến nghị á và cái giá hiện tại thì nó sẽ phải từ đi và đâu đó ở khoảng quanh cái biên 31 32 này là đã phân tích một nhịp này. Đó, và sau đó tiếp theo là ở cái vùng 30 37.5, 37.5 đến 38 này phân tích một nhịp thứ hai này. Đó và hiện tại target bây giờ là 46 chấm bao nhiêu đây? 46.85 và có thể hướng về vùng target mục tiêu 50. Như vậy là một cái hành trình chúng ta uh, nắm giữ, chúng ta mua theo và chúng ta uh, cầm nắm thì rất là ok về mặt uh, xu hướng và về mặt lợi nhuận. Cổ phiếu DTD cũng như vậy, DTD trong tuần này thì nó tiếp tục công lại cản 37 giả sử nên nó sẽ chỉnh cung về quanh vùng 34 35 mục tiêu hướng tới vùng 40 và có thể hướng vùng 45 45 một sau đây rồi nó mới xả này tức là cái con DTD này nó như vậy cái tính tạo lập của nó rất là cao và đây là có thể là nó phân phối một phần và sau đó nó kéo tiếp lên nhịp hai để nó phân phối như vậy thì anh em mà đang có vị thế thì chúng ta cứ lướt lát theo lái thôi đúng không ạ Ôi, cổ phiếu D2D đón sóng, đón sóng, đón sóng, D2D đón sóng và đến tuần này thì chính thức là D2D đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 35 trên 35. Và khi gặp cái vùng 35 ấy, chính là cái vùng cản. Và vì sao nó lại là cản? Nó cản như thế nào thì cái đấy là cái Hùng như Hùng có chia sẻ đấy là cái cái phản xạ thôi, cái phản xạ thôi. Mình cảm giác ở đến đấy là cổ phiếu nó sẽ trờn lại thôi. Thì các anh chị nhìn thấy đấy ạ, đến vùng 35 thì gần như động lực nó đi rất là kém đúng không ạ? bốn cây nến và thậm chí tính cả cây này là năm cây đến tuần năm cây đến của tuần vừa qua thì nó chỉ lên được đến vùng 35 thôi và sau đó nó cứ ngập ngàn ngập vừng ở đây đó đấy thì đấy là lý do vì sao mùng cứ xây từ từ tại sao mình không xây lên 50 mà chúng ta lại xây lên 35 và từ 35 này thì chúng ta sẽ xây lên gì 38 đó vậy thì để lên được 38 thì điều kiện cần và đủ là gì tuần tới ở vùng 34 35 nó phải tích lũy thành công đó thì nó sau đó sau đó các anh chị nhé sau đó thì lực cầu phải được cải thiện đấy thì qua cái cách mà hùng chia sẻ đấy thì các anh chị cũng hiểu được là à như thế nào gọi là tích lũy thành công ông toàn chia sẻ hết đó, các anh chị nghe những cái lời nói của hùng thì 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 các anh chị hiểu là à như vậy như thế nào đấy ông hùng cũng nói như vậy à, khi nào mà nó thỏa mãn những điều kiện như vậy thì à khả năng nó thành công rồi đấy đó, cân thêm đó để chúng ta ngắm lên vùng kỹ thuật 3738 bảy đơn giản như vậy thôi đó, con tip này cũng hay này tip này cũng ở đồng nai này đón sóng này thì con tip ở trong tuần nó làm hai nhịp hai nhịp cực đẹp đó đó các anh chị mà mà nắm được kỹ thuật là, là làm hai nhịp này ngon luôn ờ, cản kỹ thuật ở đây 23.5 nó xả một phát lại về lại hỗ trợ 22.3 sau đó lại lo lại phát tí nữa lại về đến vùng 23.5 ờ, nhìn về mặt xu hướng kỹ thuật như này thì tiếp uh, chúng ta sẽ hướng cản ở đây là hướng 23.5 và mục tiêu thì nó xa xa hơn các anh chị 25 25.5 bởi vì tiếp nó cũng đón cái cái xu hướng của sân bay Long Thành con CTI CTI tuần tới các anh chị vui văn hóa văn nghệ thì làm tí nhá Đang thấy đẹp Thằng này đánh hay đấy Cầu đang ngon 1 triệu rưỡi đến 2 triệu cổ phiếu trên một phiên Đấy Mua mới nhá Mua mới nhá cả nhà nhá ở... Đấy vùng 16, 16.5 Anh chị 16, 16.5, 16.3 Các anh chị đặt mua đi Đấy mua xong rồi nó tăng tưởng đến sau này thì cố bán Bán kiếm cốc cà phê, cà pháo Đấy, kiếm được cà phê cà pháo thì nhớ mời em Hùng Lê một ly nhá. Trà đá cũng được, uống trà đá cho nó rẻ. 3.000 cốc. Rồi, à, bây giờ thì chúng ta sẽ đến nhóm ngành thép Hòa Phát. Thép trong tuần vừa qua thì cơ bản là tốt và nó đã hoàn thành những cái vùng target mục tiêu. Ví dụ như Hòa Phát là đã chính thức hoàn thành target mục tiêu 28 trên 28, hai cây chạm đến 28 rụt cổ luôn. Thậm chí là nó đạp cho một nhịp ở đây này Về đến 27 này Là cũng ới Trời ơi đấy. đấy 27 một tí Nhưng mà nhìn chung thì vẫn cơ bản là ổn Bởi vì chúng ta cũng đều hiểu được là gì Khi cổ phiếu gặp kháng cự thì đương nhiên nó có cái sự rung lắc Và nó rung lắc về đâu Ở điểm nào Thì như vậy là trong tuần vừa qua thì nó rung lắc về 26.8 Và hiện tại thì cái biên này đang khá là ok Như vậy tuần tới thì khả năng chúng ta sẽ làm việc Với hòa phát ở vùng 26.8 Đến khoảng vùng 28 Nam kim tốt Nam Kim chính thức hoàn thành target vùng mục tiêu 19 đến 19, 4 cây nến tuần 4 cây nến ở trước tuần thì nó diện nó gặp 19 là rút cổ lại đến cây cuối cùng cây kết phiên nó đánh một phát lên. Thì hùng quan sát cái vôn của nó thì cũng biết ngay, đấy là những cây nến diện những cây nến tích lũy. Các anh chị, đây là những cây nến tích lũy. Vì vôn của nó rất là thấp nên nó tích lũy lại và cây nến kết tuần đấy là cây nến mà gọi là nó tích lũy xong rồi. Thì nó đánh một phát là vượt lên và chúng ta chờ đợi một cây nến xanh đỏ đặc à xanh xanh đặc dài kéo vượt vùng 19 thì cái nến này nó đã xuất hiện ở trong tuần và cuối tuần luôn à, trong tuần tới có thể nó sẽ chỉnh cung test nhẹ nhàng lại vùng 19 ngắm ta ghét kỹ thuật của nó lên khoảng quanh vùng 20 hoa sen cũng tương đối là đẹp <laughs> hoa sen đẹp à, 18 trên 18 chính thức đạt ta 18 đến 18 đồng thời là nó cũng đã có một cái sự tích lũy chuẩn bị ở quanh vùng 7.5 như vậy thì tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá cái xu hướng của cổ phiếu của Hoa Sen ở quanh vùng 18, 18.2 để chúng ta xem thử là ông có vượt được không? Nếu vượt được, khi đó chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng cái target cao hơn. Cổ phiếu VGS rất là tuyệt vời, dự kiến chỉnh cung ở khoảng quanh vùng 18.5. Cây nến này thì nó tụt khá là sâu. Uh, tuy nhiên là uh, cái độ tụt sâu đấy thì cũng chả làm sao cả vùng bảy 5 vẫn còn đây. Như vậy là gì ạ? Và thậm chí là nó tụt đến tận uh, vùng 17 vẫn được mà. Đó, tức là nó cho phép uh, trong cái nhịp này thì nó cho phép là gì? VGT có thể chỉnh cung về đây. Đó là những cái vùng mà càng về đến dưới này ta càng bắt. Bởi vì đây này các anh chị này hồi lên này, đây hồi lên và về đến đây bắt hồi lên và đây ba cái nến hồi. Ba cái nến hồi rất đẹp và uh, cây nến kết tuần thì uh, không còn gì phải lăn tăn cả. Mục tiêu sẽ quay lại vùng 20 đến 20.5. Cổ phiếu TVN uh, chia sẻ với các anh chị rồi. Cổ phiếu này cầm dài đánh dài. Uh, cứ túc tác mà đánh cứ từ từ mà đi. Và tuần này thì nó chính thức là gì ạ? Hoàn thành target mục tiêu 8 trên 8. Và sau khi hoàn thành target mục tiêu thì nó lại cũng xây luôn cái vùng 7. 7.3, 7.5 đây, rất đẹp. ở à, những cây nến này những cây nến này là cây nến rất đẹp và đối với TVN thì hùng có nói với các anh chị là chúng ta nhìn view rộng rộng tí các anh đi nhá. Nhìn xa xa tí đấy, ha? À đây này cái vùng này với cái vùng này nó giống nhau cả nhà ví dụ như thế đây, nhìn xa xa khi mà chúng ta view cái tầm mắt của chúng ta xa ra một tí đây vùng này và vùng này khi chúng ta view cái tầm mắt xa như vậy á thì như vậy chúng ta có một cái kế hoạch chuẩn bị rất là dài và chúng ta có những điểm thu gom cực kỳ đẹp chúng ta không nóng vội cứ đạp phát là chúng ta mua mua xong rồi tích lũy rồi ồn nó lại đẩy lên và biết đâu một cái ngày đẹp trời hoặc là vào một cái 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 cuối năm của năm 2023 mà tự dưng nó lại có 16 chẳng hạn đúng không ạ đấy, khi đấy thì nhớ em Hùng Lê cái nhá đấy TLH cũng như vậy view cái tầm mắt nó xa ra và TLH thì chính thức là xem từ từ xem trên cái chặng này đã chính thức là đạt đầu tiên phải nói cái câu, câu chốt cái đã chính thức là đạt 8 chấm 8.65 trên và vượt mức ở vùng 8.8 và cái cách đi kỹ thuật của TV TLH cũng cực đẹp các anh chị nha tích lũy này đi lên và hiện tại thì bây giờ cái cản cuối cùng của nó đây là bay rồi bay được cái cản này với dòng tiền này còn đẹp nữa chứ dòng tiền hôm nay lại còn vượt trung bình 21 phiên tín hiệu đường mát tại xanh gì như thế này đây các anh chị nhìn từ đây này tín hiệu đường mát nó xanh gì nó đẩy phát từ 6.5 lên 8 5 2.000 đồng 2 chia cho 6.5 các anh chị chia được bao nhiêu phần trăm 2 chia 6.5 Ờ uh, 30% đấy, thế thì nhịp này biết đâu được. Bây giờ đường mát nó bắt đầu xanh nó đẩy tiếp 30% nữa. Ờ uh, 30% tức là khoảng quanh từ uh, 800 năm mà lên đến vùng 10 đi. Đấy, ví dụ thế. Uh, 10 cho lên được đâu. 94 đến 95 là cái điểm chặn kỹ thuật tiếp theo của cổ phiếu TLH và đối với TLH cũng như vậy. Các anh chị view cái tầm mắt nó xa ra, nhìn nó rộng ra. Đừng có nhìn những cái biến động ngắn hạn. Đó, và những cái biến động ngắn hạn để chúng ta làm gì để chúng ta thu gom cổ phiếu. Đấy ví dụ trong cái nhịp vừa qua thì cũng có phân tích cho các anh chị vùng 76 78 để các anh chị mua. Và những cái điểm mua gọi là đẹp như tiên ở lỗ. Các anh chị đã thấy tiên ở lỗ bao giờ chưa? Đó, nếu mà chưa thấy thì cứ ngắm TLH đi. Rồi đó, 7.6 7.8 các anh chị. View cho các anh chị những cái điểm mua rất đẹp như vậy rồi á thì bây giờ là có thể là uh, đó, lên uh, túc tác lên vùng 10 rồi một ngày đẹp trời đâu đó nó lên tận vùng 20 thì sao? Đấy. Lên tận đây cơ mà. Đấy, nó giống bên này này. Đấy, nó giống bên này này nó kéo 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 bong bong đoạn này lên 20 hay sao đó những cái gì ở trong quá khứ thì nó sẽ xảy ra ở trong hiện tại và trong tương lai à, đấy là nguyên lý vận hành của cổ phiếu nguyên lý vận hành của thị trường ok nhóm thép thì chia sẻ với các anh chị như vậy à, rồi đến nhóm ngành vật liệu đầu tư công nhìn chung ở trong tuần vừa qua thì vật liệu đầu tư công không có nhiều không có nhiều đột biến Ví dụ KSB thì nó sẽ chạm về vùng kháng cự cản ở đây là vùng 323.5 đó các anh chị, hai lần chạm rụt về và lần phiên cuối tuần ngày hôm nay thì nó cũng không đóng được ở trên vùng 32 cộng. Như vậy thì đây 30.8 đến vùng 323.5 32, đó là biên mà các anh chị quan sát KSB, PLC cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Trước mắt của chúng ta là vùng cản 40, đồng thời thì nó cũng có cái vùng hỗ trợ 37.3, 37 37.5, 37, 38 ở đây thì khả năng trong tuần tới thì nó cũng sẽ đi như vậy thôi. Uh, cổ phiếu BCC ở đây chúng ta có hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 14 và cản kỹ thuật của nó là vùng 15 15.5 và xu hướng của BCC cũng như vậy nó đi ngang ở ở trong cái vùng này. Thì khi mà cổ phiếu mà đi như vậy á, thì các anh chị đang có vị thế chúng ta lưu ý hỗ trợ chúng ta mua, cản chúng ta bán bớt đi và cái phần gốc của chúng ta vẫn giữ lại. Ví dụ như là Ví dụ chúng ta có 1.000 cổ phiếu thì chúng ta trao thêm khoảng 30 40% tức là chúng ta sẽ mua đi bán lại ở khoảng tầm 300 đến 400 cổ phiếu. Trong một cái lệnh chúng ta bắt đáy cách thức là như vậy vùng lên thường xuyên áp dụng cái phương pháp này tại những cái thời điểm mà thị trường đi sideways cổ phiếu đi sideways và tại những cái thời điểm mà thị trường gặp những cái tháng tư mạnh đó rất an toàn và hiệu quả à, nhóm ngành đầu tư công rất là tuyệt vời ở trong tuần vừa qua và đặc biệt là phiên kết phiên ngày thứ sáu thì nhóm ngành đầu tư công thứ nhất là dòng tiền bật mạnh đó, cầu vào rất là đẹp luôn đó thì đối với VCG như vậy sau khi hoàn thành cái target vùng mục tiêu 22 trên 22 tuần này thì nó bắt đầu vươn lên đến vùng 22.8 đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi. Vì sao? Vì sao lại đẹp? Vì vùng 21.7, vùng 22 ở trong tuần vừa qua nó lắc quá đẹp luôn. Đó. Thì trong cái phân tích kỹ thuật dùng có nói với các anh chị rồi, bao giờ nó cũng vậy nó kéo lên một phát rồi sau đó nó nhún lại và hai cái cây nến nhún này là chính là hai cây nến mà gọi là tích lũy thành công đó các anh chị. Đấy. Đấy, Đấy. Đấy chính là hai cây nến tích lũy thành công này. Đấy. nhìn là biết thành công hay thất bại rồi đúng không? F&N cũng như vậy, F&N trong tuần à, nó chính thức à, chính thức là vượt cản 17 trên 17, chính thức là vượt rồi. Đó. Và các cái điểm test kỹ thuật ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai, ngày thứ ba cực đẹp và hai cái nến liền sau đó thì lực cầu vào này, tín hiệu đường MACD thì bắt đầu thu gọn và bắt đầu xanh này, đó với cái với tín hiệu như vậy thì cổ phiếu nó xu hướng nó chỉ có tăng thôi chứ làm sao nó giảm được nữa. Đó. Ờ, trừ khi là là bị khởi tố đấy là những yếu tố bất thường thì cùng làm sao mà cũng biết được ví dụ chiều nay đang phân tích fcn hay như này nhưng mà sang ngày mai hoặc là chủ nhật nó có cái biến cố gì đó thì đấy là những cái 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 cái, cái gọi là thiên tai hỏa hoạn là chúng ta không thể không thể nào mà chúng ta phân tích được những yếu tố đó anh chị nhá chúng ta chỉ phân tích được ở trên những cái nội tại mà chúng ta đang nhìn thấy được ở đây nhìn thấy trước mắt ở đây này đó fcn rất đẹp Uh, VCG, FCN, C4G, C4G cũng đẹp, C4G cũng đang cân, uh, đang công kháng cự Như vậy thì uh, C4G quá đẹp luôn Đó, trong cái nhịp chỉnh cung thì cũng đã có phân tích khá kỹ ở vùng 13.5 Sau đó đẩy lên vùng 14.5 và xả một phát và tuần này thì chính thức 14.6 uh, Xu hướng tuần mới sẽ ở khoảng vùng 15 Và đè được vùng 15, con này mà đè được 15 mới, mới đánh mới căng này Đấy, con này mà đè được 15 thì đánh mới căng Tại sao là Hùng này nói như vậy Bởi vì chúng ta hoàn toàn có khả năng các anh chị Bởi vì đầu tư công thì bé tí bé tẹo mà Thằng C4G này mới bé tí bé tẹo mà Đây các anh chị này Đây mới là nhịp chạy nước rút của nó này Các anh chị nhìn thấy những cây nến tuần Những cây nến tuần dựng đứng thôi Còn đây là những cây nến tuần gì ạ Úi rồi bé tí bé tẹo này chưa lớn được Em mới chưa lớn đâu Đấy và như của nó đây này nó, nó nó bay được cái vùng 16 này Thì khi đó em mới mới Em mới mới sơi những cây nến tuần như này này đó, lúc đó thì lúc đó mới ới rồi ơi này đấy những cây đến tuần nó 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 xếp ới rồi ơi này này đấy đấy các anh chị nhá chưa đâu và đối với xe 4 g ở từ quý 4 các anh chị từ quý 4 tức là gì tức là lúc đó xe 4 g đâu đó khoảng tầm vùng đấy vùng này là cũng bắt đầu là gì ạ khuyến nghị các anh chị em là chúng ta cứ túc tác từ từ đúng không ạ và uh, chúng ta cầm cho cho đầu tư công cho cả năm 2023 và biết đâu cuối năm nó về tận 24 25 như vậy là chúng ta có một cái năm gọi là à, thành công mỹ mãn đối với nhóm đầu tư công với những cái định hướng rất là cơ bản rồi rất là tốt và cũng không có làm hại ai cả cũng không có xúi ai làm những cái điều dại dột cả cũng không có xúi ai làm những cái điều gì để cho anh chị mất tiền cả bồng chỉ trong cái thâm tâm cũng chỉ mong muốn làm sao mà những cái phân tích của mình nó tốt nhất tối ưu nhất cho mọi người thôi và nó mang lại tiền bạc cho anh chị nó mang lại tiền bạc cho anh chị rồi khi các anh chị có tiền có bạc rồi ấy thì các anh chị bảo à như vậy là ông này ông cũng tốt thì mình mình có tiền có bạc thì mình có thể là đi làm từ thiện đó mình lại giúp những người khác đó, bởi vì là đọc được những cái phân tích tốt như vậy rồi thì mình uh, mình có một cái kinh tế tốt hơn cuộc sống tốt hơn gia đình dư giả hơn thì như vậy là chúng ta à chúng ta có thể làm nhiều cái việc tốt hơn các anh chị đó chúng ta phải có tiền thì chúng ta mới làm được chứ chúng ta không có tiền chúng ta không làm được gì hết mặc dù tâm chúng ta rất tốt đó, nhưng mà chúng ta không có tiền để chịu và khi chúng ta có uh, được cái sự đầu tư thành công thì như vậy là cái tâm của chúng ta nó sẽ tốt lên đó, và chúng ta sẽ làm được rất nhiều việc tốt cho cho, cho xã hội theo quan điểm vùng hùng nó là như vậy à, c4g rồi lcg nhỉ lcg nặng thế chứ lại ông em tôi mãi không vượt được 14.5 năm à, nhìn chung thì trong tuần vừa qua đánh hơi ấm ở con này nó hơi ấm ở thôi đánh chấp nhận thôi không làm sao được cả thì khả năng tuần tới thì vẫn có những cái điểm công lại 14.5 và chúng ta chờ đợi thêm thôi còn đối với lcg thì quan điểm kỹ thuật cùng là thì khả năng là cái nhịp này cái lcg nó vẫn vẫn sẽ vươn lên được cái target 16 tuy nhiên là nó phải chờ thôi có thể là gần sát cuối năm hoặc là ví dụ như vậy g 36 g 36 thì ngắn hạn các anh chị chúng ta sẽ có target kỹ thuật 10.5 và đồng thời ở đây 9.75 9.75 đang là hỗ trợ kỹ thuật của uh, em này Uh, thì như vậy thôi, 9 75 và có thể long lại về vùng 10.5 và cái điểm cao hơn ở đây sẽ là target 11 hoặc quanh vùng 11.3. À uh, tiếp theo uh, chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành dầu khí gồm mã cổ phiếu Pelix Thì hiện tại cái xu hướng của thằng VKT giá dầu nó đang tăng rất là tốt và các anh chị biết là vì sao nó lại tăng như này không ạ? Đấy chính là Ả Rập Saudi chính thức là cắt giảm 500.000 thùng dầu trên một ngày. Ờ, ông Mỹ thì ông rất là cay cú cái câu chuyện này nhưng mà Ả Rập Saudi hoàng tử Ả Rập Saudi nói rằng là chúng tôi sẽ mở rộng các đối tác và chúng tôi quan trọng nhất là giá trị chúng tôi không quan tâm đến số lượng tức là ý ý ông này ông bảo là giá dầu phải trăm phải phải một trăm đô một thùng Đấy thì tôi chỉ cần bán một thùng mà tôi có trăm đô nhưng bây giờ các ông cứ để có 50 đô một thùng như vậy tôi phải khai thác hai thùng mới bằng một thùng kia đúng không ạ tội gì đó và tôi là người có quyền mà đúng không ạ người ta người có quyền mà đó nên là thằng mỹ nó cay cú lắm bởi vì như vậy là vô hình dung là ông này ông đang ủng hộ ông nga đúng không đấy nga là một trong những cái quốc gia mà xuất khẩu dầu mỏ và cái chữ lượng dầu nó tốt nên là cái nguồn tài nguyên của của nga nó cũng là nguồn tài nguyên vô tận các anh chị nhìn rất là ok thì đối với PLX thì trong cái tuần vừa qua thì nó tiếp tục có một cây nến long mạnh lên vùng 42 và bắt đầu nó có cái sự nhả cung thì tuần tới thì chắc chắn là khả năng là xu hướng nó sẽ test là cung rồi nó không thể bứt được ngay như thế này đâu ở vùng 40 đến khoảng 40.5 các anh chị đang cầm thì chúng ta có thể phân tích thêm quan sát thêm vùng này tích lũy thành công thì như vậy các anh chị có thể cân thêm để chúng ta ngắm cái xu hướng vượt vượt cản 42 Cổ phiếu PVS không có nhiều động lực để đi trong tuần vừa qua Cản kỹ thuật vẫn là 35 và hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 33.3 đến khoảng vùng 3.5 Cổ phiếu PVD nhìn chung ở đây thì chúng ta vẫn tiếp tục ngắm cái target kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 26 và hỗ trợ Ở trong ngắn hạn vùng 24.3 đến vùng 24.5 Cổ phiếu BSR, BSR ở đây thì trong tuần khá đẹp BSR bắt đầu công cản 18 thì cái nguồn gốc của BSR thì các anh chị có thể lưu ý lại ở cái vùng 17.2 Sau đó thì chúng ta phân tích tiếp ở cái vùng 17. À, 17. Đây đây à, Sau đó thì chúng ta phân tích tiếp cái vùng 17.8 nó test cung lại này trong tuần vừa qua nó kéo lên và nó test lại 17.8 và tiếp tục nó công lên cản kỹ thuật 18.5 và tiếp tục trả lại cung ở trong phiên ngày hôm nay 18 Ờ à, nhìn về về cái thiên hướng kỹ thuật đó, thì khả năng sang tuần tới nó cũng sẽ có những cái điểm test lại ở khoảng vùng 17.8 đến vùng 18 các anh chị nhé 17.8 đến vùng 18 này nó còn test lại và test tích lũy thành công ở đây thì như vậy ý là cái khả năng để mà BSR tăng tiếp là cao bởi vì trên cái chạc kỹ thuật tuần thì Hùng đang có một cái sự kỳ vọng à, uh, sự kỳ vọng lớn các anh chị nhé sự kỳ vọng lớn tức là đây là À, đây là như thế nào nhỉ mô phỏng như thế nào để các anh chị hiểu được này à đây là một cái cốc nhỏ nhỏ này Được không ạ à, thì, 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 thì tạm tạm hiểu như thế thôi à, cốc này rồi đây một cái tay cầm nho nhỏ này được không ạ rồi sau một cái tay cầm nho nhỏ đấy thì, thì 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 như thế nào các anh chị các anh chị biết đúng không ạ thì chúng ta cần chờ đợi một cái cây đến tuần và chỉ cần một cái tuần nào đó mà nó nó có một cái cây đến tuần nó đè như thế này này nó đè lại 19 cộng thì như vậy là cái phân tích dự báo của Hùng Lê nó sẽ trở thành hiện thực đó nó sẽ trở thành hiện thực tức là gì tức là BHR sẽ tiếp tục tăng và khi mà nó tăng đấy thì chắc chắn là target vùng 24 25 26 rồi tức là khi mà nó đã xuất hiện được cái khối này rồi thì khi đó chúng ta không 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 phải bàn luận đến cái câu chuyện là là là, là ngắn hạn nữa mà khi đó là chúng ta bàn luận đến câu chuyện trung và dài hạn đó rồi ok oi à, ôi thì hình như hơi phập phù tuần vừa qua kéo lên được 11.5 và nó có hỗ trợ kỹ thuật ở đây là bao nhiêu nhỉ nó có hỗ trợ kỹ thuật ở đây 10.6 10.8 tuần tới thì khả năng vẫn test lại ở vùng 16 18 ok rồi ở bây giờ thì chúng ta sẽ đi sang một cái nhóm ngành cuối cùng đó là nhóm ngành chứng khoán cho Hùng Lê làm ngụm nước Hà Nội trời nắng quá trời đang rất nắng anh chị <laughs> làm ngụm nước nói cho nó trong giọng thì uh, như có chia sẻ với các anh chị từ đầu nhóm ngành chứng khoán là một nhóm ngành mà nó đã vào trend kỹ thuật tuần và trên tuần thì nó đi dài tăng dài và tuần này thì VCI hoặc là tất cả các mã cổ phiếu về ngành chứng khoán tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng rất tốt <laughs> anh chị VCI <laughs> tuần trước thì nó chưa hoàn thành target 41 nhưng mà tuần này thì nó đã chính thức hoàn thành ở vùng 42.75 đồng thời nó có những cái điểm gì ạ vừa rung rũ vừa test ở trong phiên và đặc biệt trong phiên ngày hôm nay là một phiên test cực kỳ đẹp tí nữa ông sẽ có phân tích cho các anh chị một kỳ rất là hay phiên ngày hôm nay thì uh, ông rất bình tĩnh không có vấn đề gì cả và vì sao nó lại bình tĩnh bởi vì chúng ta có trong tay những cái công cụ phân tích kỹ thuật có trong tay những cái nhận định thì chúng ta sẽ bình tĩnh ok VCI ở đây uh, test cung kỹ thuật ở 41 và cây nến này là cây nến khá là đẹp tuần tới nếu như VCI vẫn tiếp tục uh, duy trì được cái lực cầu khoảng 9 đến 10 triệu cổ phiếu trên một phiên như vậy chúng ta sẽ tiếp tục ngắm cái target lên vùng 45 SSI cũng rất là ok SSI <laughs> chính thức hoàn thành target vùng 28 trên 28 kéo vượt lên một tí và nó tiếp tục test nhẹ lại ở quanh biên 27.8 đến khoảng vùng 28 Đây là những cây nến test uh, tích lũy cực kỳ đẹp Và như vậy uh, tuần tới uh, nó Đây này cái điểm này là điểm bao nhiêu này Điểm 27.6 Test tích lũy thành công 27.6 thì chúng ta tiếp tục nâng cái target kỹ thuật của cổ phiếu SSI lên khoảng vùng 30 đến khoảng vùng 31 Ờ, cổ phiếu HCM HCM thì chưa được khỏe như người anh em đồng đội ờ, và chúng ta tiếp tục ngắm cái kỹ cái, cái thuật của nó ở khoảng vùng 31. Ờ và đồng thời thì nó cũng có những cái điểm test của nó tương đối là ok ở quanh vùng 29.5, 29.6 là hỗ trợ ngắn hạn. Cổ phiếu VND như vậy VND thì chính thức là đã thoát uh, kiếp nạn không anh chị, thoát kiếp nạn. Thực ra thực ra thì các anh chị này chúng ta phải nhìn vào đây này để chúng ta nắm được cái bản chất này. Tức là về bản chất trong cái quá trình mà chúng ta phân tích thì chúng ta có phân tích cái target kỹ thuật của VND đó là quanh vùng 20 và nó đã đạt được đến mắc cái target 20 trên 20 thì nó chỉnh cung. Thì nhân cái câu chuyện nó chỉnh cung như vậy thì bắt đầu nó đủ các cái thông tin bên lề nó ra đúng không ạ? Đó thì về như vậy là nó mới có xuất hiện những cây nến này. Và nó cũng chỉ về đến 16.8 đến vùng 17. Hết nước chấm và bắt đầu long và trong tuần vừa qua thì không có một cây nến nào đạp được thủng gãy vùng 17.5 và hai cây nến cái tuần thì rất là đẹp cho nên cái tuần đẹp rồi lực cầu hôm nay bắt 43 triệu ôm hết thằng nào bán tao ôm hết đấy và xu hướng đường má CD đang thu gọn lại đồng thời giá bắt đầu tín hiệu tăng như vậy tuần tới khả năng thì nó sẽ long lại vùng 19.4 19.5 Tại đây thì nó phải trả cung một nhịp để test tích lũy để nó xác nhận cái xu hướng ở đây đã, rồi sau đó thì chúng ta sẽ phân tích tiếp SHS khá là hay, SHS như thế này là hay rồi Đó Đạt target 14.2 và nó trả cung nhẹ nhàng lại quanh vùng 14, nhìn xu hướng như này đó Nhìn xu hướng như này thì tuần tới sẽ có target ở 15 Bay được cái cản 15 Thì sẽ ngắm lên vùng 16 đến khoảng vùng 16.3 cổ phiếu FTS, con FTS này cũng rất là hay và hiện tại thì nó cũng đang đi khá là rõ sóng khi mà nó test tích lũy thành công ở vùng 27.5, vùng 28. Lực cầu đi khá là tốt và với xu hướng hiện tại thì khả năng là FTS sẽ ngắm lên vùng cảng kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 35 các anh chị đang cầm 35 đến khoảng vùng 36. Chúng ta cầm thì chúng ta sẽ thể chú ý thêm ở cái kháng cự này. MBS khá là ổn. Đấy, mục tiêu thì vẫn là vùng 21.3 trong tuần này thì nó cũng đã đi tăng thêm được một ít target rồi đấy lên đến vùng 21.20 chấm mấy này này 20.8 và nó test tích, tích ở vùng 20 không thủng như vậy thì cái 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 xu hướng cái xu hướng kỹ thuật vẫn là xu hướng tăng thôi và chúng ta vẫn để target cũ SBS đấy tuần này đạt 8.5 trên 8.5 và nó đang có ba cái nên test khá là đẹp nói chung test về 8.15 là ổn rồi Đấy, nó cứ túc tắc nó đạp thêm một hai cây nữa rồi xong đó có một cây hò dầu ta kéo pháo thôi đó, nhịp này thì SBS có khả năng đi được về quanh vùng 9.7 anh chị vẫn còn target SPS vẫn còn target vẫn còn target 9.5 đến 9.7 ở VX thì cạn lời với VX rồi đấy hỗ trợ đây 10.2 10.5 Tuần vừa qua thì nó công 11, 7, 12 Và chính thức bay 12 phiên ngày hôm nay còn bay màu 42 triệu cổ phiếu Và tín hiệu đường ma sẽ bắt đầu chuyển xanh Tuần tới thì sẽ công 13 và khỏe khoắn hơn thì lên 14 với cái nhịp này tương quá Nhịp này quá đẹp luôn Thì nói chung là bên lên đến 14 là cũng đẹp đẹp rồi đấy Thì nhịp này thì bây giờ nếu mà gọi mua mới thì khó Nhưng mà kiểu mà chúng ta đang sẵn hàng rồi đó hỗ trợ này chúng ta mua thêm này rồi xong đó ở khoảng lên được khoảng vùng 13 5 năm mười bốn chúng ta bán bớt đi và chúng ta lại chờ những cái nhịp chỉnh đây này đây nó có nhịp chỉnh này các anh chị này đây nó có nhịp chỉnh này đó những nhịp lắc này thì chúng ta lại lại ke vùng hỗ trợ và từ hỗ trợ đấy chúng ta lại mua một ít xong lên kháng cự chúng ta lại bán đi cái vùng đó thì cái cách mà chúng ta đảo hàng ở trong cái thời gian này nó sẽ là như vậy agr agr ở đây là vùng 15.5 đang là cản nhìn chung thì chúng ta phải chờ đợi thêm thôi khả năng thì cái cái cách đi của agr thì nó cũng đang cái con này thường thường nó đi là gì ạ nó đi uh, nó đi nó nó công lên được cái kháng cự nào đó rồi nó cứ đi sideways nó đi vật và vật vờ xong nó đánh khoảng tầm hai ba cây thì nó lại nâng lên được cái target mới như vậy thì tuần tới thì đâu đó ở khoảng vùng 14.8 14.7 14.8 thì chúng ta sẽ theo dõi thêm cái xu hướng APS Đấy ta view con APS xem cho anh em ngắm cái nào đạp về vùng 6, thủng 6, kéo vượt 6, sau nó test lại 6 thì bây giờ cái câu chuyện ở đây là gì? Cái câu chuyện ở đây là khả năng cái vùng 6 sẽ là vùng cân bằng của cổ phiếu. Tất nhiên là để đánh giá cái sự cân bằng của nó thì cần thêm thời gian. Uh, sẽ cần thêm thời gian để chúng ta đánh giá và uh, trong trường hợp tuần tới mà nó test tích lũy ở trên vùng 6 mà không thủng thì như vậy, đấy cũng là một cái tín hiệu kỹ thuật mà để giúp cho chúng ta dự báo cái xu hướng là khả năng là cổ phiếu sẽ tạo đáy ở khoảng quanh vùng 6. Thì khi mà dự báo được cái xu hướng như vậy rồi ấy, thì các cái tài khoản của chúng ta đang cầm uh, chú ý để chúng ta cân cân để mà chém cá các anh chị bởi vì cái nhịp sập vừa qua thì gần như là uh, rất nhiều các tài khoản dính và chúng ta sẽ không không thể không thể thoát được <laughs> nếu chúng ta cầm uh, cổ phiếu VDS như vậy là tuần này thì chính thức là VDS cũng đã gì ạ? công thêm được những cái target cao hơn ở quanh vùng 15.5 và đang hướng đến cái vùng 16 uh, test cũng kỹ thuật ở quanh vùng 15 không thủng như vậy thì cũng có thể là gì uh, hướng đến những cái target kỹ thuật cao hơn ở quanh vùng 17 uh, 16 8 đến khoảng vùng 17 ở ờ, ORS thì tuần vừa qua hình như là không có động lực để đi nhiều <laughs> bởi vì nó gặp cản, ở đây là cản 16 ờ, Khi nó gặp cản 16 thì nó đang đi sideways, đi ngang tích lũy và các anh chị nhìn thấy đấy, nó cứ đi đi này Thì như vậy nó đi như vậy thì chúng ta phải chú ý thêm thôi à, Có hàng thì chúng ta cứ cầm bởi vì là vùng 15-15-2 này nó vẫn đang giữ được như vậy Chúng ta yên tâm chúng ta cầm và chờ đợi cái lực cầu nó đánh mạnh mẽ hơn ORS để xem nào dữ liệu của ORS đi tiếp là còn các anh chị nhé đi tiếp là còn bởi vì uh, cách của nó đây này nó đi xong một năm nó bắt đầu nó lừng khừng lại này cái đoạn lừng khừng này sau cái đoạn lừng khừng bắt đầu nó chơi khoảng 3 cây thì cái 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 đoạn này nó cũng như vậy thôi các anh chị đoạn này nó đang lừng khừng đúng không ạ đoạn này nó đang lừng khừng rồi sau đó thì nó chơi khoảng 3 cây đến tuần đấy nó chơi khoảng ba cây đến tuần tức là cái cách mà nhóm ngành chứng khoán nó thường làm như vậy và cũng để ý là rất nhiều rồi và sau những cây đến tuần mà nó chạy hưng phấn như vậy thì nó sẽ nâng lên được cái target khoảng kháng cự khoảng quanh vùng 26 và từ đó thì bắt đầu nó sẽ gì nó đạp và kết thúc xong chứng khoán thì khả năng là thị trường của chúng ta cũng bắt đầu kết thúc sóng tăng chúng ta cứ nhìn vào đây là chúng ta hiểu thôi đã biết thôi rồi như vậy là nhóm ngành thì cũng sẽ xin phép chúng ta sẽ tạm dừng tại đây À, đối với những cái mã cổ phiếu mà các anh chị quan tâm chưa được phân tích thì các anh chị có thể comment ở dưới dòng thời gian bản địa tuần Tên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng các anh chị có thể search từ khóa là chiến binh trên từng con sóng hoặc là hùng lê chứng khoán tất cả đều nó đều ra kênh Thì uh, sẽ trả lời các anh chị ở dưới dòng thời gian Ok phần thứ hai chúng ta sẽ đi vào uh, view lại kịch bản phân tích tuần vừa qua Và có một vài các cái ý để chúng ta nhận diện cái xu hướng của tuần giao dịch mới Thì uh, khi mà chúng ta bước vào bản tin tuần ấy, Thì đầu tiên là chúng ta có nói đến Là các cái vùng test kỹ thuật à, Tuy nhiên đến phiên giao dịch ngày thứ hai thì thị trường của chúng ta mở gáp Và thị trường không test về à, Các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật như đã dự kiến Như vậy là thị trường rất khỏe Các anh chị à, rất khỏe như vậy là tín hiệu đó là tín hiệu tốt chứ không phải tín hiệu xấu Ví dụ như chúng ta dự kiến là VN30 giả sử chúng ta dự kiến VN30 nó sẽ test vùng 1122 mà trong phiên ngày thứ hai nó đạp phát xuống vùng 11 một uh, ví dụ mươi hoặc là 1110 chẳng hạn như vậy là xấu đúng không ạ? Đó, còn nếu như mà thị trường test ở trên vùng hỗ trợ kỹ thuật dự kiến là thị trường khỏe, tốt. Đó, là ký thứ nhất. Ký thứ hai là target kỹ thuật thì trong cái bản tin phân tích tuần thì cũng có nói đến. Ví dụ VN30 chúng ta ngắm cái cản kỹ thuật đầu tiên là 1140. Phái sinh ngắm cản đầu tiên là 1135 và index ngắm cản đầu tiên đó là 1150 thì chúng ta cũng nhìn lại đầu tiên đã trong phiên giao dịch ngày thứ hai đã rồi chúng ta mới nói đến phiên giao dịch của ngày thứ ba ok anh chị thì đối với vn30 này chúng ta thấy rằng đây đây là vị chỉ số vn30 thì trong phiên giao dịch của ngày thứ hai tạo gáp và uh, nó hoàn thành cái target mục tiêu đầu tiên ở vùng 1140 đối với chỉ số vn30 đối với chỉ số phá sinh thì nó trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó cũng hoàn thành cái target mục tiêu đầu tiên trong phiên giao dịch ngày mùng 10. thì nó cũng đã hoàn thành cái target mục tiêu ở 1135 và đối với chỉ số vn index đối với chỉ số vn index của chúng ta thì trong phiên giao dịch đầu tiên thì index của chúng ta cũng đã hoàn thành cái target 1150 như vậy á thì sau khi mà kết thúc cái phiên giao dịch của ngày thứ hai thì bộ ba tham số chung của thị trường của chúng ta đã hoàn thành cái vùng kháng cự một tức là cái vùng kháng cự đầu tiên khi mà chúng ta nói đến bản tin phân tích tuần. À, sau đó thì kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ hai. Kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ hai. Kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ hai và chuẩn bị cho phiên giao dịch ngày thứ ba thì hùng lại đánh giá hết tất cả các cái tham số về mặt kỹ thuật và đồng thời à, chúng ta đánh giá bộ ba tham số chung của thị trường đối với chỉ số VN30, chỉ số phái sinh và chỉ số index thì tại cái phiên giao dịch của ngày thứ hai thì hùng tiếp tục nâng cái target kỹ thuật hai của chỉ số vn30 lên vùng 1152, target của phái sinh lên vùng 1148 và target của index lên vùng 1165 đến vùng 1170. thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại đến cái phiên giao dịch sau khi mà kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ hai đó thì chỉ, ví dụ chỉ số vn30 thì tiếp tục nâng lên, cái target ở 1152. Ok anh chị, 1152 đây, 1152. Chỉ số phái trinh thì chúng ta tiếp tục nâng lên. Đó. 1148 ở đây các anh chị, 1148 ở đây. Và đối với chỉ số VN Index thì chúng ta sẽ nâng lên, cái target kỹ thuật là gì ạ? 1165 đến 1170 và chính thức ở phiên giao dịch ngày thứ 6 tuần này thì nó đã chính thức hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 1165 đến 1170. Như vậy là một cái target kỹ thuật rất là cao của index đã hoàn thành ở trong tuần vừa qua. Và đồng thời như chúng ta cũng đã view lại tất cả các cái cổ phiếu, các cái kịch bản, à, các cái cổ phiếu, các cái nhóm ngành chúng ta thấy rằng là gần như các nhóm ngành cũng đã có cái sự tăng trưởng cực kỳ tốt ở trong tuần vừa qua. Đó là một cái sự thành công rất là lớn của thị trường. Vậy thì sau cái sự thành công đó thì chúng ta sẽ ngắm đến những cái yếu tố kỹ thuật nào ở trong cái tuần giao dịch tiếp theo. Thì các anh chị lưu ý này. <laughs> Bây giờ cái vùng 1170 này trở thành vùng cản kỹ thuật tương đối mạnh à, Chính vì vậy nên là khả năng tuần tới thì index sẽ tiếp tục quay trở lại test cung và quan điểm với thuật cùng là index sẽ trả lại tiếp tục trả lại ở vùng 1158.5 Thế cùng lấy 1158 đi cùng lấy vùng 1158 đến 1160 và sau đó thì sẽ là vùng 1155 đây sẽ là hai cái điểm à, test cung kỹ thuật cực kỳ quan trọng của chỉ số VN Index ở trong tuần tới. Còn đương nhiên cái vùng à, cái vùng 1148 đến vùng 1150 thì sau đó thì cũng sẽ đề cập thêm ở cái vùng này. Tuy nhiên là trước mắt thì chúng ta sẽ ngắm ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai để chúng ta xem thử là à như vậy khi index về đến cái vùng này thì cái tâm thế vị thế rồi cái tâm lý của nhà đầu tư như thế nào rồi chỉ báo tâm lý chờ mua chờ bán hay là bán như nào vân 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 chúng ta phải phải phân tích được ở cái vùng 1155 này đó. Thế còn trong cái trường hợp mà nó tích lũy thành công ở vùng này rồi và bắt đầu có lực long trở lại thì khi đó khi kịch bản của chúng ta sẽ tích cực và chúng ta sẽ có thêm nhiều cái phương án để chúng ta tính toán. Còn nếu như mà thị trường index, thì index của chúng ta mà về những cái vùng hỗ trợ sâu hơn thì uh, có thể nó sẽ chưa xấu nhưng uh, lúc đó thì cái phương án cầm nắm giữ cổ phiếu thì chúng ta sẽ cần phải có cái sự điều chỉnh làm sao cho nó linh hoạt. Đó. Vậy thì index sẽ quay trở lại ở vùng 1160, năm để nó trả cung lại trong trường hợp test cung thành công và index của chúng ta đè lại ở vùng 1170 đến vùng 1175 thì thì sao thì như vậy là chúng ta sẽ hướng đến cái target mục tiêu mà chúng ta đã có xây ở trong tuần vừa qua đó là gì nó sẽ lên ở vùng 1185 đến khoảng vùng 1190 đây là target kỹ thuật của index hướng đến ở trong cái tuần giao dịch tiếp theo thế còn đối với chỉ số VN30 thì như thế nào thì ở đây á đối với chỉ số vn30 thì hùng cũng đã đưa lên được cái kháng cự tuần tức là sau khi mà phân tích được cái kháng cự 1152 rồi á thì hùng có phân tích lên được đến cái vùng kháng cự 1164 Đó, search cái từ khóa 1164 để các anh chị nắm được 1164 đấy là chính là kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ năm à, chuẩn bị cho phiên giao dịch ngày thứ sáu đấy chính là 21 giờ tối ngày hôm qua thì hùng tiếp tục nâng cái target kỹ thuật của vn30 lên vùng 1164 chỉ số phái sinh thì nâng lên 1160 và index thì phiên ngày mai sẽ công kháng cự 1170. Đó. Vậy thì trong phiên đó đây các anh chị này 21 giờ tối ngày hôm qua thì cứ hết một cái phiên giao dịch thì ông lại kết đây. Đấy 21 giờ 16 phút tối ngày hôm qua thì cứ kết thúc phiên giao dịch thì chúng ta sẽ tổng hợp tổng hợp lại để chúng ta dự báo xem là à như vậy VN30 còn có thể đi được về đâu thì ngày hôm nay nó dự báo là VN30 sẽ công lên vùng 1164 thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là đây thì tạo gáp luôn và lên đến vùng uh, suy soát lên đến vùng 1164 thì nó bắt đầu diện nó bắt đầu chỉnh cung đây là vùng cản kỹ thuật rất là mạnh của chỉ số VN30 như vậy thì trước mắt là tuần tới thì cái vùng 1164 1165 trở thành vùng cản kỹ thuật của cổ phiếu và à, của chỉ số VN30 và nó sẽ có xu hướng lấp lại lấp lại đầu tiên sẽ là 1150 182 và cái điểm thứ hai mà sâu sâu hơn là sẽ là 1143 114 1143 1145 và sâu hơn nữa thì sẽ là khoảng quanh vùng 1140 đây sẽ là những cái vùng đệm kỹ thuật cực kỳ quan trọng để giúp cho thị trường uh, tiếp tục cái đà tăng các nhỉ nhá để giúp cái thị trường tiếp tục cái đà tăng thì như vậy là chúng ta cần phải có gì ạ? phần cần phải có những cái 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 cái, cái xu hướng uh, cần phải có những cái xu hướng ở đây để chúng ta uh, phân tích phân tích cái điểm tích lũy anh chị nhỉ? tích lũy và sau đó nếu như mà chỉ số VN30 chúng ta đè được cái vùng 1165 đến ở à, vùng 1164 1165 xuất hiện một cái cây nến giờ đi một cây nến giờ nó đè lên trên này và nó test tích lũy thành công đẹp đó thì khi đó thì chúng ta sẽ nâng cái target kỹ thuật của chỉ số VN30 lên vùng khoảng quanh vùng 1175 đó còn đối với chỉ số phái sinh thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy vì cái vùng 1160 ở đây là cái vùng cản kỹ thuật rất là mạnh phiên ngày hôm nay nó còn kéo lên 1162 cơ tức là nó bứt luôn cả cái đấy đây này phái sinh sẽ là hướng đến vùng 1160 sau đó 1170 nhưng mà trước mắt sẽ là 1160 thôi chứ còn 1170 thì nghe nó hơi xa vời đó nhưng mà phía ngày hôm nay là nó long lên đến 1162 đó. thì nó cũng sẽ có một cái sự test cung quay trở lại để nó lấp lại gáp thì quan điểm kỹ thuật của Hùng là đẹp nhất thì chỉ số này sẽ lấp lại khoảng quanh vùng 1145 đến 1148 điểm này sẽ là điểm đẹp nhất còn đương nhiên có điểm sâu đương nhiên có điểm sâu đó là điểm sâu thì sẽ ở khoảng vùng 1135 đến khoảng vùng 1140 đó sẽ có điểm sâu tùy đó thì sẽ có hai dự dự kiến ở hai cái vùng này tích lũy long thành công và nó lại xuất hiện một cái cây nến giờ mà nó đè 1160 thì như vậy là chúng ta cũng sẽ hướng đến người ta cái thuật ở 1175 lăm. đối với chỉ số phái sinh thì đấy là dự báo một vài cái ý mà ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba có thể diễn ra những cái kịch bản như vậy. Và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá cái câu chuyện là thị trường của chúng ta uh, luôn luôn biến động và luôn luôn vận động, luôn luôn biến đổi chính vậy nên là chúng ta cũng sẽ lưu ý là tất cả những cái phân tích uh, mang tính định hướng thì sau đó chúng ta sẽ phải đánh giá lại uh, xem là nó đúng hay nó sai, uh, nó thực tế uh, như vậy thì nó tốt hay là nó không tốt và Uh, trong cái nhịp vừa rồi thì cũng có ba cái mã cổ phiếu trụ các anh chị cũng đánh khá là tốt đó là mã cổ phiếu mansan tốt này mansan hôm nay cũng tốt này mvg mvg tốt này đó và cổ phiếu vinamilk <laughs> vinamilk phim ngày hôm nay test quả cũng đẹp quá đó tốt thì những cái mã cổ phiếu này thì có thể cũng sẽ phân tích phụ thêm cho các anh chị ở trong các bản tin phụ rồi ok, bây giờ chúng ta nhìn ở trên chạc kỹ thuật ngày một tí. À, index đó thì uh, tâm điểm của tuần vừa qua, tâm điểm của tuần vừa qua đó chính là diện Index công cái vùng cản kỹ thuật. À, nó bị mất cái này, đây, bật lại. À, index công cái vùng cản kỹ thuật 1150 và sau khi mà nó bứt được 1150 rồi á thì nó test này đó, biên 117, 1150 hai cây nến doji sau hai cây nến doji thì nó xuất hiện một cây nến hammer cây nến này có thể xem là cây nến hammer vì nó có gáp nên là về bản chất về bản chất cây nến này nếu mà vẽ đúng là nó sẽ tăng từ dưới này lên này đấy nó sẽ vẽ đúng là nó sẽ tăng từ đấy, nó sẽ tăng từ dưới này lên đấy cây nến này nó sẽ xanh như này đó, thì nó xuất hiện một cây nến hammer và sau một cây nến hammer thì nó lại tiếp tục đó, cây nến ngày hôm nay là cây nến rũ rất là ác liệt luôn rút chân mạnh mẽ và kết phiên thì nó lại rút chân lại ở quanh cái điểm mở cửa phiên thì đây là một cây nến đinh ba đây là một cây nến doji rất là tốt các anh chị nhìn về mặt thiên hướng kỹ thuật của index ngày hôm nay là cực kỳ tốt đó vậy thì vn30 cũng như vậy vn30 nó cũng một cây đinh ba đó và vn30 đây cản kỹ thuật 1164 cũng có phân tích này và tiếp theo thì chỉ số phá sinh cũng hoàn toàn tương tự như vậy vậy thì sau một cái cây nến rút chân như thế này thì sao? Cái kịch bản gì nó sẽ xảy ra? Thì á, khỏe, các anh chị nhé, khỏe thì nó sẽ thoái lui lại cái điểm 1,165. 1,165, đó. Tức là khỏe thì nó sẽ thoái lui lại cái điểm này. Còn yếu hơn thì nó sẽ nhả lại 1 phần 2. Tức là nó sẽ rơi vào khoảng đây, quanh vùng mùa 1,60, 1,60 sáu 1160. Quanh vùng 1160 1162 thì nó cũng sẽ uh, tương tự như uh, chỉ số VN Index ở đây thì nó sẽ ở khoảng quanh vùng 1160 hoặc là điểm sâu hơn ở đây nó sẽ là vùng 1158 đến khoảng 1160 đó. Vậy thì uh, chúng ta nhìn ở trên chart cái tuần ngày thì chúng ta cũng mường tượng như vậy, tức là gì? Nó sẽ có một cái sự test nhẹ nhàng ở đây. Và sau đó cái điều chờ đợi ở trong tuần giao dịch mới đó là chúng ta kỳ vọng một cây nến, à, một cây nến nó uh, to béo nó khỏe và nó xanh như này để nó kéo vượt thoát cái vùng một 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 bảy mươi ở đây thì như vậy là cái ta ghép tiếp theo mà chúng ta hướng đến đó là một một tám năm một một chín mươi thậm chí một nhịp này khá là quan đó các anh chị nhịp này thậm chí là nó còn kéo lên vùng một nghìn hai cơ đó một nghìn hai rồi 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 bắt đầu nó mới chỉnh cung và như vậy là đến cái tầm này thì bắt đầu nó rung rác nó rũ này thì đẹp quá tức là nó kéo được tầm này xong nó rũ thì đẹp quá tức là anh em canh được cái vùng này chốt uh, biên lợi nhuận thì cực đẹp đó thì tất nhiên ở đây là những cái kịch bản kỳ vọng trong tương lai và để nó đạt được cái này thì cái điều quan trọng nhất là trong phiên giao dịch ngày thứ hai nó trả ở đây như thế nào và cây nến ngày thứ hai là cây nến nó mang uh, mang một cái tính chất quyết định ví dụ nó trả xong và nó có một cây hammer nó kéo lên như thế này thì nó là cực đẹp tức là gọi là cây nến bao trùm nó đây gọi là cây nến bao trùm và khi nó xuất hiện được cái cây nến này thì cực kỳ ok rồi bản tin tuần thì có lẽ là chúng ta sẽ dừng tại đây một lần nữa kính chúc anh chị em nhà đầu tư có hai ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và chúng ta có thật nhiều sức khỏe để tuần tới chúng ta kéo index Uh, vượt thoát vùng 1170 và tiến tới vùng 1185, 1190 và 1200 điểm Ok anh chị uh, Và chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành và gặp lại tất cả anh chị em trong các cái bản điểm tin tuần tiếp theo